Hey, Merry Christmas! Welcome back to Nutty Voice English Community, and I'm James Jane, CEO of Nutty Voice. Chào các bạn đã quay lại với cộng đồng kênh Nutty Voice, cộng đồng góp khoảng miễn phí giá rẻ cho sinh viên Nam Định cũng như là các sinh viên tỉnh khác có nhu cầu tiếng Anh nâng cao nội tiếng của mình. Và tôi là Phạm Trình, hôm nay sẽ đồng hành cùng các bạn trong một video rất là đặc biệt nhân ngày Giáng sinh của chúng ta, đúng không ạ? Merry Christmas again! Chúc mừng Giáng sinh của các bạn, một Giáng sinh ấm áp an lành. Còn tôi thì ở đây hướng dẫn các bạn học được tiếng Anh. Có thể bây giờ các bạn đang ở ngoài đường, đang ở nơi nào đó, đang đi chơi Noel với một ai đó. Còn tôi rất là thích công tác giảng dạy tiếng Anh và tôi sẽ đồng hành với các bạn trong video ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ thích video này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với hai âm tiếp theo, hai nguyên âm tiếp theo trong chuỗi các nguyên âm tiếng Anh mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó là hai nguyên âm trước. Tiếp theo, chúng ta có bốn nguyên âm trước là âm I, E, E và A. Thì hai âm E và I chúng ta đã học buổi trước rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học đến E và A. Ok. Tôi đầu tiên sẽ nói về cách phát âm ạ. Cách phát âm hai âm này. Thì các bạn lưu ý hai âm này đều là âm trước, tức là lưỡi chúng ta có xu hướng đưa về phía trước đằng sau răng nhé. Và hai âm này thì chúng ta cảm nhận nó nghe ở cửa miệng, đúng không? Âm này thì gần giống này ở tiếng Việt, tuy nhiên nó đọc ngắn hơn, ngắn nha, nó là ngắn, ngắn lại, miệng thì rộng hơn, miệng rộng hơn âm e, đó, ngắn hơn e, 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 e. Còn âm này thì sao? Âm này thì cũng gọi là có thể là cũng là âm ngắn, nhưng mà nó dài hơn. Không phải là âm dài mà hơn so với âm e như thế này, và miệng mở rất rộng, đọc như âm a. Đấy. Ví dụ ta gọi âm a. Đấy, người ta hay gọi âm này là âm nửa a nửa e, đúng không? Giống như nửa a nửa e như kiểu thế, nhưng mà miệng phải mở rộng, được chưa? Miệng phải mở rộng. Đầu tiên là cái phát âm ngay này như vậy, e e và a e e a. Thứ hai, ví dụ chúng ta lấy một số ví dụ những cái từ chứa hai âm này. Thứ nhất là có âm đầu tiên là gì ạ? Bet, bet, bet. Và có thể đọc rõ cái âm cuối cùng là d cách này. Bet, 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 bet. Nhưng mà đọc như thế thì nó mới nặng nên người ta sẽ làm giảm đi cho nó dễ đọc, làm đọc là bet, bet. Lưỡi vẫn để ở vị trí của âm ở đằng sau hàm trên. D, d, d. Bet, bet. Tương tự như vậy ta sẽ có âm này. Bad, bad, hoặc là bad, 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 bad. Đó, miệng rộng hơn. Tiếp theo là có âm gì ạ? Quá khứ là từ sent, đó là sent, sent, sent. Ở đây ta có từ gì ạ? Scan, scan, scan. Một từ nữa. Hai từ này mình sẽ đọc hay nhầm đúng không? Một từ này. And, and và and, 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 and. Đấy, tiếng Việt rộng hơn. Bởi vì hai từ này khác nhau từ đầu rồi. And, and. Tương tự như vậy là có gì ạ? Quá khứ của từ say là từ sad. Đây là có từ gì ạ? Sad. I'm very very sad. Sad, 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 sad. Đó.
Ví dụ luôn nhá. Bạn có từ gì không? Friend, friend, friend. Có gì ạ? Vâng, và từ tiếp theo có từ manage. Manage, manage. Bình thường này đọc cuối ta đọc là j, nhưng mà để cho dễ đọc ta đọc là ch. Manage, manage. Thì đây một số từ của chữ hai âm của ta ngày hôm nay nào. Ta làm bài egg, bed, bed, sand, sand, and, sad, sad, friend, friend, friend. Và những âm ngắn nữa, tiếp theo a, bad, scan, and, sad, sad, và manage, manage, manage. Chúng ta đi tìm đến một số ví dụ về câu. Ví dụ chúng ta có gì nhỉ? Send his friend a letter. Chuyện dùng tôi cho anh ta bức thư này đúng không? Send. Các bạn khi nào mình ra vào sẽ gặp Send his friend a letter. 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 Send his friend. Còn nữa. Send his friend a letter. Send his friend a letter. Câu này. Jack cat is fat. Yeah. Jack's cat is fat. Con mèo của Jack thì rất là béo, rất là to, đúng không? Jack's cat is fat. 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 Đó, các bạn thể tập luyện nhiều những câu như này. Và bên này từ và những cái câu mà có chứa nhiều những âm e và âm a nhằm mục đích các bạn có thể là luyện tập để cho những âm này được trôi chảy và đọc sẽ chuẩn hơn trong các câu. Tôi biết là trong vấn đề các bạn đọc ngữ âm ấy cũng sẽ có những khó khăn, ví dụ như các bạn chưa quen với ngôn miệng hoặc là phát âm thực sự chưa chuẩn xác, thì cái đấy có thể khắc phục được bằng cách chúng ta luyện tập thật nhiều. Practice makes perfect. Luyện tập sẽ tạo nên sự trôi chảy, tạo ra sự thành công, tạo thành sự hoàn hảo. Đó. Các bạn hãy nhớ về những cái tôi đã chia sẻ ngày hôm nay. Một lần nữa là chúc mừng Giáng sinh và chúc các bạn một Giáng sinh ấm áp an lành bên người thân và gia đình như là người yêu của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Xin chào. Bye-bye.